Mệnh hỏa hợp với màu gì? Hôm nay vua xe sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về những người mệnh hỏa. Hiện tại thì trong phong thủy, mệnh hỏa là biểu tượng của sự sục mãnh liệt, sự đam mê và ý chí quyết tâm để phấn đấu. Và để tăng thêm sự may mắn cho bản thân, cho công danh và sự nghiệp, cuộc sống, người mệnh hỏa cần biết lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh của mình. Từ các vật có giá trị lớn, từ đồ đạc sử dụng vĩnh viễn cho đến các trang phục, phụ kiện hàng ngày, bạn nên tuân theo quy luật màu sắc và ngũ hành. Và trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người mệnh hỏa sinh năm nào. Tuổi bính thân sinh năm 1956, tuổi đinh dậu sinh năm 1957, tuổi giáp thìn sinh năm 1964, tuổi ất tỵ sinh năm 1965, tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, tuổi kỷ mùi sinh năm 1979, tuổi bính dần sinh năm 1986, tuổi đinh mão sinh năm 1987, tuổi giáp tuất sinh năm 1994, tuổi ất hợi sinh năm 1995. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về màu tương sinh và màu tương khắc đối với người mệnh hỏa. Về màu tương sinh, đó là màu đỏ, thì màu đỏ thuộc hành hỏa, bởi vậy nó được cho là màu sắc tương hợp với những người mệnh hỏa. Đối với những người Á Đông, màu đỏ tượng trưng cho máu và lửa, là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và tình yêu mãnh liệt. Cũng có một số dân tộc coi màu đỏ là màu của sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, với các nhà lãnh đạo chính trị, sắc đỏ còn tượng trưng cho sự quyết tâm, mạnh mẽ, ý chí, cố gắng của sự phấn đấu. Thứ hai là màu xanh lá cây. Mộc tương sinh với hỏa, bởi vậy những người thuộc mệnh mộc hợp với màu xanh lá cây là màu của hành mộc. Màu xanh là màu của thiên nhiên, cây cỏ tượng trưng cho sức sống, màu mỡ, tươi mới và phát triển. Nó đem đến cảm giác nhẹ dịu, thoải mái cho mọi người mỗi khi chiêm ngưỡng. Nó cũng giống như một thông điệp hòa bình, hữu nghị. Tiếp theo là màu tím và màu cam. Đây cũng là hai màu tương ứng cho người hành hỏa. Màu cam mang đến sự sống, tươi vui, phấn khởi, đại diện cho sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng. Trên thực tế, các nhà khoa học phong thủy đã chứng minh sử dụng các đồ vật có màu cam giúp người mệnh hỏa tăng tư duy sáng tạo, giúp đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Còn màu tím thì tượng trưng cho sự nắng mạng, trung thủy và hòa cảm. Tuy nhiên, người mệnh mộc không nên chọn màu tím đậm bởi nó là màu buồn và tuyệt vọng. Về màu kỵ thì người mệnh hỏa nên tránh xa các màu sau, đó là màu đen, màu xám, màu xanh biển sẫm. Đây là những màu thuộc hành thủy, do thủy khắc hỏa nên những màu sắc này sẽ kỵ với người mệnh hỏa. Vì vậy, bạn không nên dùng vật phẩm, phụ kiện, quần áo có màu đen, màu xanh nước biển, màu tím xanh. Nếu không thì hỏa giao đấu sẽ dẫn đến xung khắc, tiết chế sự may mắn, giàu sang của người hành hỏa. Ngoài ra, những người mệnh hỏa cũng không nên lựa chọn các màu sắc như màu vàng, màu nâu đất, bởi hai màu này tương ứng với hành thổ và hỏa lại dễ bị suy yếu mất năng lượng khi sinh ra thổ. Phần thứ ba là quy luật ngũ hành. Trong quy luật tương sinh, tương khắc, ngũ hành thì hai yếu tố luôn song hành, hỗ trợ và không thể tách rời nhau. Theo quy luật ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Ngoài ra, hỏa kết hợp với hỏa cũng là mối quan hệ tương sinh. Tuy nhiên, sự tương hợp này không phải lúc nào cũng phát huy được tối đa tác dụng, đôi khi tốt nhưng đôi khi lại không tốt. Những màu sắc tương ứng với ngũ hành là mệnh mộc tương ứng với màu xanh, mệnh hỏa tương ứng với màu đỏ cam, màu tím, mệnh thổ tương ứng với màu vàng, nâu đất, nâu nhạt, mệnh kim tương ứng với màu trắng, màu xám, màu ghi, mệnh thủy tương ứng với màu đen, màu xanh. Phần thứ tư là đặc tính và ý nghĩa của mệnh hỏa trong ngũ hành. Ý nghĩa của mệnh hỏa là đại diện cho những vật có tính chất ấm nóng, bốc lên, phát ra lửa. Mệnh hỏa đối ứng với khí nóng của mùa hạ, màu đỏ và vị đắng. Đặc tính của hành hỏa là hỏa chủ về đức lễ, hỏa là viêm thượng, trong khi đó viêm nghĩa là nhiệt, còn thượng là bốc lên. Bởi vậy, đặc tính của hỏa là bốc cháy, có khả năng sinh ra lửa, chế luyện kim loại. Những người mệnh hỏa sống do tình cảm, nhưng cũng có nét cá tính, khá nóng và hấp tấp. Trên đây thì chúng tôi xin tổng hợp lại những người mệnh hỏa tương sinh và tương khắc với màu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh Vua Xe.